Chương trình ẩm thực ngày nay của Sài Gòn TV phối hợp với công ty Quốc Việt Food xin được trở lại với phần 2. Và hôm nay Thu Hương và Hương Thơ xin đang gửi đến quý vị cách thực hiện món bún mọc với sản phẩm cốt cô đặc của Quốc Việt. Xin mời Thu Hương tiếp tục. Mình đã phần đầu mình đã trụng sườn, rửa sạch sườn như thế nào, hướng dẫn rồi, và bước kế tiếp như thế nào Thu Hương? Dạ vâng, chào đón quý vị đến với phần 2 của chương trình ẩm thực ngày nay. Bây giờ Thu Hương đang chuẩn bị để mà mình ram cái sườn lên với cốt súp heo của Quốc Việt. Bây giờ trước tiên nhá, Thu Hương cho dầu vào nè. Đó, ok. Rồi, dầu ô liu phẩm. Dạ, không dầu thường thôi chị. Rồi bắt đầu đến cái này là hành. Phi hành lên. Dạ, phi hành lên. Lửa nhỏ hay lửa lớn? Lửa vừa thôi nha quý vị. Để cho hành nó hơi vàng một tí. Và bốc mùi thơm lên phẩm. Dạ, cho nó thơm lên nha. Để làm gì? Để mình rang sườn. Em Hư Thương nghĩ rằng cái cách nấu ăn rất là dễ nếu như quý vị biết cách canh lửa nè, biết cách là cái nào phải lửa lớn, cái nào phải lửa bé, và những phần nguyên liệu quý vị đều nên nếm hết khi mà mình gộp lại, ăn miếng nào nó vừa miếng đó. Rồi nhá, xong là cái sườn mà nãy Thương đã trần rồi đó, Thương cho vào. Okay. Cái quan trọng là mình làm sao cho cái hương vị nó thấm vào thịt sườn. Mà nhờ có cốt cô đặc thì thay vì mình nêm bằng nước mắm hay là bột ngọt hay là bột nêm. Xong rồi là cốt cô đặc. Tại sao Thu Hương phải xào cái sườn này lên? Vì Thu Hương muốn cho một ít cốt súp heo Quốc Việt vào để cho cái sườn nó ngấm. Và Hương Thơ biết không, khi mà mình cho cốt súp heo của Quốc Việt vào đó thì mình ăn miếng nào nó cũng ngấm miếng đấy. Đây cái lon này, khi mà mua đó quý vị mở ra nó có cái siêu này sẵn nè. Rồi quý vị tháo ra và quý vị cho vào đây 2 tablespoon nha quý vị. 2 tablespoon cốt súp heo Quốc Việt nha. 2 tablespoon, dạ. Tablespoon có nghĩa là muốn canh nha. Dạ vâng, xong mình xào lên cho nó thơm. Để có cần bỏ thêm nước mắm không? Dạ không, không cần. Trong cốt súp heo Quốc Việt này là một cái nó rất hay làm. Ở Hương Thơ và quý vị biết không, là vừa có xương heo nè, vừa có muối, đường và nước mắm hết cho quý vị rồi. Vì thế tại sao con em của mình chưa bao giờ ăn nước mắm, nhưng mà sau khi xài tất cả các sản phẩm của công ty thực phẩm Quốc Việt, tự nhiên các em biết ăn nước mắm vì trong đây đã có nước mắm rồi ạ. Đó, Hương Thơ thấy không, bây giờ cái sườn nó rất là ngon. Khi mà mình làm như vậy nhớ nha, mình cho lửa nhỏ thôi để cho cái nó ngấm vào. Nhưng mà bao lâu ấy nó khoảng chừng 5 phút thôi à, 5-10 phút thôi nha quý vị. Đó, quý vị thấy cái này mình còn có thể gọi là mình ram sườn. Đó, ok. Đó, thấy không, thấy là rất là ngon rồi nha. Thì lúc đó sau khi như vậy rồi, em cho cái nấm này vào. Cái nấm đông cô này nè, nó làm nó cũng phải cần ngấm ở trong đó. Nó ngấm trong cái cốt súp heo luôn. Đó, cho cái nấm đông cô vào. Xào lên. Nó vừa có một cái thơm vào cái nấm, vào cái xương heo, và cái nước lèo của mình nó sẽ rất thơm. Giờ Thu Hương muốn làm cái sườn này nè, rồi Thu Hương nấu, trong thời gian nấu thì mình qua mình làm mọc. Quý vị biết không, phải có lớp rang, tại vì á, Hương Thơ biết không, mình chỉ có nửa tiếng nấu ăn à, cho nên mình phải tính trong đầu. Đang lúc mà mình hầm sườn thì mình làm mọc nha quý vị. Okay. Rồi bây giờ mình khoảng mấy phút? 5 phút thôi, xong rồi bắt đầu nè, Thu Hương lúc nào cũng có cái bình nước nóng ở ngoài sẵn rồi, để cho nó nhanh nha quý vị. Đó, cho nên cái đó là cái cách nấu rất là nhanh. Chứ không bỏ nước lạnh thì lâu lắm phải không? Nước lạnh thì nó lâu, rồi mình cho nước nóng vào ha. Mình vừa cho đủ ngập nước của cái mặt sườn cho đừng có cho nhiều, hầm nó lâu lắm. Và quý vị biết không, cái nước này nè, mình đậy nắp lại và mình nấu sườn nó sôi khoảng chừng 20 đến 30 phút thôi là được rồi. Lửa nhỏ, dạ vâng. Rồi bắt đầu bây giờ Thu Hương làm mọc nha. Đây là cái mọc mà quý vị mua ngoài chợ nè. Giò sống còn gọi là giò sống ha. Quả Thu Hương chỉ cần cái gì? Chỉ cần cái mọc này ha. Và một tí tiêu ha. Và cái này là cái nấm mèo mà Thu Hương đã ngâm và cắt nhuyễn ra. Bắt đầu là cho mọc vào. Cho giò vào. Từ thịt heo họ xay ra. Dạ vâng. Mà quý vị biết không, nếu mà quý vị nào mà mình không có ở gần khu chợ ở, thì mình nhớ là những cái này người ta hay để trong cái tủ đá frozen nha. Frozen. Mà nếu như quý vị không tìm được mọc thì Thu Hương đã có một cái cách nấu bún mọc với thịt heo xay ở trên YouTube Quốc Việt Food USA. Thực sự mục đích của Thu Hương là sao? Là muốn chia sẻ cho quý vị những cái cách làm. Nếu mình không có cái này mình sẽ thay thế cái khác. Nhiều khi quý vị ở những cái vùng mà không có gần khu chợ Việt Nam, không có mọc, không có giò sống,
Hương nghĩ xa cho mọi người quá, lo cho mọi người. Dạ, cho nên quý vị, quý vị có thể làm với thịt heo xay mà quý vị nhờ người ta xay cho mình 3 lần, xong rồi quý vị nêm thêm cái cốt xúc heo này vào và đánh lên thì nó cũng ra mọc thôi. Nghe nói mình giò mình phải đập. Dạ, vâng, đây này, mình làm đó, mình cứ quết như này, quý vị quết này, xong rồi quý vị cái gì ạ? Đó, cứ làm vậy thì nó như hai đập mạnh lên. Sau cái này là mình không có sổ hết. Đây đập. Đó, tơi hết lên. Xong rồi sao? Mình cho nấm mèo vào nha. Đó, mình cho tiêu vào, tí tiêu, tí nấm mèo. Rồi, bắt đầu cái phần này là cái phần mình quết nè. Đó, mình quết. Nấm mèo mình cũng rửa sạch ngâm rồi. Ngâm rồi mình cắt nhuyễn nha. Dạ. Đó, quý vị thấy không, quý vị càng quết thì cái mọc của mình, sau khi mà nó chưa có cái này thì nó gọi giò sống, nhưng mà khi mình đã cho cái nấm mèo và tiêu vào mình quết là thì mọc. Là mọc đấy nha quý vị. cái nấm mèo nó có cái cục cứng cứng, mình phải cắt cái đó cắt ra vớt đi. Dạ vâng, vớt đi nha. Nhưng mà Thu Hương lúc nào cũng mở cửa để mà trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Dạ. Nha. Dạ, đây là nấm mèo nha quý vị. Lúc nào quý vị cũng có thể email cho Thu Hương chương trình ẩm thực ngày nay để mà Thu Hương biết cách để mà làm hay hơn, làm tốt hơn. Rồi, bắt đầu cái này nha. Xong bắt đầu mình để vô trong, mình để qua tủ lạnh. Ok, mình để qua tủ lạnh. Chương trình sẽ làm những cái món này gọi, có thể gọi là món ăn cầu kỳ ha. Dạ vâng. Chương trình ẩm thực ngày nay sẽ tiếp tục làm những cái món ăn rất là đơn giản hàng ngày, những bữa ăn cho gia đình giản dị như trong những chương trình sắp tới đây. Thì nếu quý vị nào có những món ăn nào quý vị thích muốn chúng tôi thực hiện, xin email cho chúng tôi ở ẩm thực ngày nay @gmail.com. Và quý vị nhớ nha, khi mà nước nó sôi đó, mình đừng có đậy nắp nha quý vị, để mình chi mình hớt mấy cái bọt này quý vị nè. Mình càng hớt thì cái nước lèo của mình nó càng trong. Đó. Và cái nước lèo có sườn non với lại rồi. Wow, thấy chị sau 20 phút phải không? Dạ vâng, sau 20 phút là 20 phút là thịt nó mềm rồi nha. Okay. Mà nó có bọt nè quý vị nhá. Quý vị chịu khó mình hớt bọt đi. Mình cho thường thường lấy cái lưới nhỏ nhỏ. Dạ vâng. Dạ mình hớt với cái bọt này nè. Đó, để cho cái nước lèo mình nó trong. Ok. Rồi, 20 phút thôi là hoặc là nửa tiếng tùy theo cái độ mềm của sườn mà quý vị thích nha. Nhưng mà tôi nghĩ là 20 phút là vừa rồi. Ok. Đó, quý vị thấy không? Thích sườn thật là mềm. Dạ. Cái sụn luôn. Vậy là Hương Thơ phải là 30 phút sôi. Dạ. Rồi. Bắt đầu bây giờ cho thêm nước. Dạ, dạ. Cho thêm nước cho quý vị. Hồi nãy là Thu Hương cho làm sao hầm sườn nửa ga lông. Quý vị cho làm sao mà nó đúng 1 ga lông thì nửa hũ cốt xúc heo quốc Việt. Nhưng mà không sợ quý vị. Quý vị chỉ có thể nêm cho vừa miệng thôi, chứ mình không có sợ. Đó, nhưng mà Thu Hương không có nêm. Hồi nãy Thu Hương cho nửa ga lông, bây giờ cho thêm nửa ga lông nữa. Nhưng mà cái lúc mình hầm sườn á thì nước nó cạn xuống một tí, cho nên mình phải nêm xong cho nó vừa miệng. Còn nếu mà mình đổ nước đủ 1 ga lông thì mình cứ cho hết cái phần còn lại của nửa hũ cốt xúc heo, tức là 9 tablespoon nè. Hồi nãy Thu Hương dùng 2 tablespoon rồi, bây giờ Thu Hương sẽ cho vào 7 tablespoon nữa nha quý vị. 1 2 3 4 5 6 đó, 7 tablespoon nha quý vị. Hoặc là quý vị hồ nghi, quý vị nói tại sao nấu mà không nếm, thì bây giờ quý vị có thể nêm cho nếm nó vừa miệng. Dạ. Mà nếu cần thì bỏ thêm cũng được. Vâng, bỏ thêm. Hoặc là nhỡ mình cho nó mặn quá thì mình thêm nước. Vâng. Đối với cốt cô đặc của công ty thực phẩm Quốc Việt, quý vị không nêm nếm gì hết, chỉ có dùng nước và cốt cô đặc của Quốc Việt thôi. Đó là cái tôn chỉ làm việc của công ty thực phẩm Quốc Việt, đơn giản và thuần túy. Rồi. Rồi, bắt đầu bây giờ nè, Thu Hương đợi cho nước nó sôi và Thu Hương sẽ cho mọc vào. Đây là cái mọc hồi nãy của mình đó. Đó. Cái này mình phải nhúng vào dầu. Dầu, dạ vâng. Mình đợi nước nó sôi xong rồi mình cho mọc vào. Thì trong khi chờ đợi, Thu Hương có vài cái bí quyết Thu Hương lượm lặt trên internet làm sao mình tiết kiệm thời giờ khi mình đi chợ đó. Là trước khi đi chợ mình phải mở tủ lạnh ra coi mình thiếu cái gì mình ghi xuống. Dạ, cần vâng. Mua gì chứ nhiều khi Thu Hương có khuynh hướng đi chợ mua dư rồi về không xài lại bỏ uổng tiền. Rồi mình chuẩn bị các nguyên liệu trước khi mình nấu món gì giống như Thu Hương đã làm đó. Thì rau thì ăn đến đâu mình rửa đến đó, chứ mình đừng có rửa hết khi mình đi chợ về. Dạ vâng. Và Thu Hương còn có một cái này nữa nè, nhiều khi một tuần mình đi chợ một lần, xong rồi về mình mua đủ mọi thịt hết. Hôm nay mình mua xương cổ để về mình ngậm xiết quách,
hoặc là hôm nay mình mua thịt heo, khi mua về đó Hương Thơ, mình trần hết đi, mình trần hết các gà, mình trần hết, xong mình để cho nó, mình rửa sạch sẽ hết, xong mình chia ra ngày hôm nay mình ăn 2 miếng, ngày kia 3 miếng, xong mình bỏ vào cái ziplock bag, xong mình freezer. Dạ, khi nào ăn đó thì mình lấy ra. Có nhiều khi mình để hôm nay là Monday, mình lấy cái này để mình làm sườn ram, ngày mai mình lấy cái miếng ba rọi để mình luộc thịt mình cũng bánh tráng. Thì quý vị để trong đó mình thứ hai, thứ ba, thứ tư, cứ thế mà mình lấy ra, mình không có phải tốn thời giờ sáng trước khi đi làm, lấy ra để cho nó tan. Dạ. Và anh Tuấn có dặn là mình nên bỏ vào cái plastic bag và cho nó kín cả, đừng có để hở, không dạ, ạ? Dạ vâng, để giữ cái hương vị và cái chất bổ dưỡng nó lâu hơn. Và trước khi mà như hành tỏi mình cũng bóc sẵn, mình bỏ tủ lạnh nhá, mình cũng xếp ra nhiều lắm. Và trước khi đó mà Thu Hương cho mọc vào đó, Thu Hương cũng vớt hết cái bọt này đi nhá. Đó, vớt hết đi để cho cái nước lèo của mình đó nó trong. Trời, mùi thơm quá rồi, bây giờ làm Hương Thơ đang bụng. Rồi bắt đầu bây giờ cho mọc nha quý vị. Đó, khi mà mình cho mọc vào đó mình ráng sạch. Nước phải thật sôi, nước cao. Cái này đó là cái mà mình ăn kem đó quý vị, ice cream scoop. Đó, Thu Hương làm như vậy để cho Thu Hương muốn cái không nó... có thì lấy cái muỗng. Lấy cái muỗng mình làm tròn tròn thôi. Mà lúc này mình cho mọc là mình phải cho lửa nó sôi lăn tăn, không có luôn sùng sụp để chi chị. Để mình nấu cái mọc cho nó chín. Vậy là lửa vừa thôi à? Lửa vừa thôi dạ. Thế thì mình làm sẵn cái này bỏ tủ lạnh rồi mấy muốn mình dùng được không? Dạ thưa được ạ. À, cũng như ngày hôm nay nè, mình làm á, mình thấy cái mọc của mình nó hơi nhiều, mình bỏ vào tủ đá cho lần sau mình làm tiếp nha. Mà cái mà mình học được là gì, mình bận quá nhiều khi mình nấu nước lèo nó dưa, dạ, bỏ vào cái container hay những cái Tupperware mà bỏ vô microwave được á, mình bỏ trong freezer thì mình có thể dùng lâu được. Nhưng mà đối với cô đặc thì không cần phải hầm dạ, đúng rồi ạ, à, nhanh lắm. Nhanh gọn. Khi mà Hương Thơ nước sôi một cái là Hương Thơ đã có súp rồi nha. Trời ơi, Hương Thơ cũng rất là biết ơn những cái sản phẩm của Quốc Việt vì rất là bận rộn. Quý vị biết Hương Thơ làm nhiều việc lắm mà có cốt cô đặc của Quốc Việt là Hương Thơ có thể nấu phở, nấu bún bò Huế, nấu bún mọc, nấu món xào hay là ướp cá salmon với những cái cốt cô đặc cũng ngon lắm. Dạ. Hương Thơ vất mai mốt Hương Thơ sẽ với Thu Hương sẽ hướng dẫn những cái món mà muốn mịn không phải quất ha. Dạ. Salmon nướng như thế nào á bằng cốt cô đặc Quốc Việt. Wow, rồi này là rất là chất lượng tại vì nhiều bọc. Dạ. Nhưng tại đây thì Thu Hương cũng rất cảm ơn quý khách của công ty thực phẩm Quốc Việt đã gọi cho Thu Hương và chia sẻ những cái cách nấu ăn, những cái cách chế biến với tất cả các thương hiệu cốt cô đặc của công ty thực phẩm Quốc Việt. Không phải 18 thương hiệu cốt cô đặc mà quý vị chỉ nấu được có 18 món. Quý vị nấu được rất rất nhiều món, quý vị chịu khó theo dõi chương trình ẩm thực ngày nay. Thu Hương và Hương Thơ chỉ có một hy vọng rằng sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm nấu ăn nhanh của mình cho quý khán giả của đài Sài Gòn TV. Chỗ này để khi nào có rồi ngồi ăn ha. Dạ, đây. Đó, thì Hương Thơ thấy không? Mọc rất là ngon. Đó. Đó, dạ. Nhưng mà mình phải cho nó sôi lăn tăn khoảng chừng 15 phút nha quý vị. Tại vì cái này là thịt thịt sống đó quý vị. Cho nên là mình phải để cho nó sôi lăn tăn thôi. Rồi, trong thời gian mà mình đợi mọc nó chín đó, quý vị bắt đầu luộc bún. Thì cái bún này là bún khô, mình luộc á, nước sôi lên xong rồi mình cho bún vào, mình cho một tí giấm vào cho cái cọng bún nó trắng, hoặc là mình cho một tí muối vào, mình để nó sôi đúng 10 phút thôi nha quý vị, hoặc là 7 phút thôi. Tắt bếp đi cho Hương, đậy nắp lại, ngâm thêm 5 phút nữa thì nó ra cái cọng bún nó sẽ rất là dai và rất là trắng. Đây. Và nhiều khi đó, cái nguồn gốc của bún mọc nó phải chả quế, nhưng mà Thu Hương nghĩ rằng mình làm giò lụa cũng rất là ngon rồi nha quý vị. Tôi học một cái bí quyết mà luộc bún là mình rửa bằng nước lạnh. Khi mà luộc xong bằng nước lạnh vò, giống như vò mình áo cho sạch nó nhẹ nhẹ thôi, đừng có nát bún. Xong rồi mình quấn lấy cái đũa, mình quấn dạ, đũa thành tròn cục như vậy thì khi mình ăn mình không cần phải xới ra nhiều. Dạ vâng, đúng. Nó không hư lâu, không dễ đó. Chúng ta thấy là bây giờ là sôi rồi đó, mình cũng chịu khó nha. Cái khâu này là mình phải chịu khó, mình vớt cái bọt tí đi để cho cái nước lèo của mình nó trong. Chúng ta thấy là cái nồi này quá chất lượng luôn. Vừa có cốt cô đặc, vừa có giò sống, vừa có sườn non, vừa nóng đông cô. Chắc chắn là cái nước rất là ngọt. Chúng
Thường cảm thấy rất là đói bụng rồi đó. Thường thường thích làm mấy cái show ẩm thực để mình sẽ được ăn được mí. Rồi bây giờ nha, bây giờ bắt đầu đang đợi thêm thì Thương sẽ cho tô vào để sắp xếp để chuẩn bị cái tô bún mọc với chương trình ẩm thực ngày nay. Đó bây giờ là Hương Thơ và quý vị thấy nha, bây giờ là mình đã nãy giờ mình nấu nó sôi lăn tăn được 15 phút rồi. Bây giờ Thương mở lửa cho thật nhỏ lại, bắt đầu múc ra tô nha. Thương biết là Hương Thơ rất là đói rồi, tại vì cái hương cái mùi nó thơm quá. Ok, đây Hương lẫy bẫy rồi thưa quý vị. Đây mình dữ quá. Đây là đó, mình sẽ cho hai miếng sườn nha, tùy theo quý vị thôi. Và phải có sườn nè, có mọc nè, phải có đầy đủ hết nha quý vị. Cả nấm nữa. Và những bánh nấm khô vàng. Cái quan trọng khi mà mình trình bày một cái món ăn nào đó, ngoài cái vị giác, cái khứu giác mình ngửi thấy cái mùi thơm, và cái thị giác mình phải nhìn cái món bề bị nó phải đẹp mắt nữa, thì sẽ tăng lên cái ngon của cái món ăn đó, mình thưởng thức nó trọn vẹn hơn. Đó, cái cách bày biện là làm sao cho nó thật là đẹp mắt, mỹ thuật. Và ông bà ta, cái hành phi, và ông bà ta có nói rằng là nhà sạch thì mát, mà bát thì sạch thì ngon cơm. Cho nên cái phần trình bày nó cũng rất là quan trọng. Vì thế cho nên cái phần nấu ăn đó là mình phải phiên phiến đi quý vị ạ. À. Mình làm sao mà nó đậm đà. Đây là hành phi nè, tôi cũng không có phi hành nữa, mình mua sẵn luôn. Cái gì cũng vậy. Rồi, ok, hy vọng rằng là chị Hương Thơ sẽ vừa ý. Nãy giờ Hương Thơ có thấy thua nếm gì không? Không nếm, cứ nửa hũ và một ga lông là rất là ngon rồi. Và thưa quý vị, món bún mọc do Thu Hương chỉ dẫn đã hoàn tất, và bây giờ là cái phần quan trọng kế tiếp, đó là phần ăn thử. coi cái sự nêm nếm và cái liều lượng mà Thu Hương trình bày chúng ta nó đúng như là Thu Hương nói không? Thì bây là, giờ là Thu Hương để cho Hương Thơ làm nói cho làm giám khảo nói cho quý vị ạ. Bắt chanh. Đó là tùy quý vị và tùy Hương Thơ, nếu mà thích chanh thì mình bắt chanh vào, và mình có một cái chén mắm ớt ở đây để mà mình chấm sườn nữa. Rồi mời Hương Thơ. Sau khi bắt chanh rồi thì bây giờ cả hai chúng tôi đều nếm hết cho nó công bằng nha. Giờ làm sao? Mình bỏ đây, một xíu vào đây. Cái này đây. Đó, một tí xíu bún. Tí bún, tí nước lèo. Okay. Dạ, đó. Hương Thơ đã ép nên ăn chỉ nhiêu đây thôi. Dạ, đây. Rồi. Ok. Rồi, mời chị Hương Thơ và Thu cũng xin phép quý vị nhá. Thu cũng phải nếm để coi chị Hương Thơ nói có đúng ý của Thu Hương không? Rất là vừa thưa quý vị, ngọt thanh. Wow, ngon quá, ngon quá. Bây giờ Hương Thơ sẽ dùng cái bún, cái mọc này chấm với mắm ớt. Quá ngon. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đó, cảm ơn. Hương Thơ thấy mà quý vị thấy không? Thương chỉ có nửa tiếng đồng hồ để mà được cái món bún mọc với cốt súp heo của công ty thực phẩm Quốc Việt. Chắc quý vị cũng sẽ đang đói bụng với Hương Thơ và Thu Hương. Đến đây thì chúng tôi đã hết giờ. Chúng tôi sẽ dành thời giờ sau cái ống kính để thanh toán cái tô bún mọc này. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn quý vị vào chương trình ẩm thực ngày nay lần tới. Kính chào quý vị.